Mến chào quý anh chị cô chú. Hiện tại em đang có mặt tại xã Lắng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Muốn review gửi đến quý anh chị cô chú một cái thửa đất vườn có diện tích là 2.500 m² và ưu điểm của mình là phủ hồng có thể lên thổ cư được nha quý anh chị. Ưu điểm thứ hai của mình là về thành phố Hồ Chí Minh thì cũng khá là gần, đi hết cao tốc thì tầm khoảng là 55 cây thôi. Đó, từ đây mà ra quốc lộ 51 thì tầm khoảng là 15 cây số thôi nha quý anh chị. Là mình đậu ngay khu công nghiệp Mỹ Xuân luôn. Đó, thì trong cái bán kính khu vực tầm khoảng 2 km đổ lại thì thửa đất của mình nó tiếp cận nhiều dịch vụ tiện ích như chợ, trường học, rồi nhà thờ, rồi chùa, rồi những cái dịch vụ tiện ích mà phục vụ thiết yếu cho nhu cầu sống của mình ha. Đó, cái thửa đất vườn ngày hôm nay nó nằm trước mặt của mình luôn, đường nhựa, khu dân cư ha quý anh chị. Đó. Và cái giá của ngày hôm nay cũng khá là hợp lý luôn nha. Anh chị nào quan tâm thì vui lòng xem hết video này nhé. Tôi là Hoàng Duy, tôi thích gì review chia sẻ tất cả bất động sản. Đây là sổ của mình ha quý anh chị. Thì mình hiện tại là đang cắt sổ ha, từ một cái thửa đất lớn cắt ra thành cái diện tích 2.500 m². Thì địa chỉ là thuộc xã Lăng Lớn, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ha. Diện tích cái thửa đất này là 11 mẫu, nó 10.000 m², hình thức sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng là đến năm 2043. Thì hiện tại cái sổ này là cái sổ gốc ha quý anh chị. Mình từ cái sổ này cắt ra một cái thửa đất 2.500 m² và hiện tại là đã có giấy hẹn là tới ngày 29 tháng 7 này là có sổ ha quý anh chị. Còn đây là cái trích lục của mình ha. Đó, thì đất của mình thì xây mặt về hướng bắc ha quý anh chị, chính bắc. Còn bên đây mình sẽ tách ra cái thửa như thế này ha quý anh chị. Đó. Tiếp giáp với mặt tiền đường nhựa. Hình dáng nó như thế này ha. Nó để bán cho mình vì cái thửa bên kia là chủ cũng đã tách ra và bán rồi, còn lại cái thửa này ha. Rồi, đây là thửa đất của mình nằm trên bản đồ quy hoạch ha quý anh chị. Đó, tiền ngang á là mình có 24 m, sâu vào một cạnh là 71 m, cạnh còn lại là 86 ha. Còn 72 nha. 72 một cạnh là 86 ha. Và hậu đằng sau của mình á nở ra là 41 42 m ha quý anh chị. Đó. Tầm khoảng là 41 đến 42 m ha. Cho sổ của mình chưa cắt nên chưa biết chính xác là tầm khoảng bao nhiêu. Đó, rồi giờ mở quy hoạch lên. Thì đất của mình á là quy hoạch là phủ hồng. Đó, từ mặt tiền tính vào là 50 m phủ hồng đất ở tại nông thôn, còn phía sau là quy hoạch đất trồng cây lâu năm ha. Cái này chỉ là cái bản vẽ em vẽ sẵn thôi quý anh chị. Thực tế là cái thửa này hiện tại là sổ còn khoảng là nửa tháng nữa sổ mới ra nha quý anh chị. Đó, nửa tháng nữa mới có sổ hiện hữu. Đó. À, thửa đất này thì quý anh chị vẫn có thể lên thổ cư được ha. Mặt của toàn khu này ha, phủ hồng hết khu này. Đó. À, ngang của mình á, đất của mình á thì đóng cọc mốc rõ ràng hết rồi. Đó. Ngày trước thì em có quay một miếng đất review, miếng đất kế bên cũng chung một chủ luôn ha. Nhưng mà miếng bên này thì bán rồi. Đó. Còn lại miếng bên này ha. Thì ngang của mình á là có 24 m mặt tiền. Đó, từ cái cọc đỏ này nè quý anh chị. Này, bên trong này người ta có đóng móc cái cọc đỏ này ha. Đổ qua bên kia là 24 m. Sâu cái cạnh này á, sâu về sâu luôn là 75 m ha quý anh chị. Đó, cái cạnh bên kia sâu về sâu á, nhầm 72, cái cạnh bên kia là sâu về sâu 85, mình nở hậu ra thành 41 ha quý anh chị. Đó, nở hậu 24 mà nở hậu 41 là nở hậu tới 17 m lận. Đó. 24 m là qua tới bên này luôn ha. Nói chung là thửa đất mà 2.000 m² mà 24 m mặt tiền là khá ok rồi quý anh chị. Đây. Đây có cái cây cọc đỏ chỗ đây nè ha. Đó. Rồi. Đây là toàn bộ vị trí thửa đất của mình ở trên Google vệ tinh ha quý anh chị. Đó, xung quanh của mình thì hiện tại là dân cư như thế này ha. Hiện hữu như thế này. Đó. Đây là trục đường Bầu Chinh Lăng Lớn nè. Đây trục đường Bầu Chinh Lăng Lớn nè, Kim Long Lăng Lớn nè. Đó. Hai trục đường này đều đổ ra quốc lộ 56 hoặc về ủy ban nhân dân xã Lăng Lớn ha. Cái trục đường này, này quốc lộ 56 đây ha. Đây là quốc lộ 56 quý anh chị.
Mình cách quốc lộ 56 tầm khoảng là 7 cây số ha, là mình ra quốc lộ 56. Còn đây là Ủy ban Nhân dân xã Lăng Lớn ha quý anh chị, khu vực Ủy ban, khu vực trung tâm xã Lăng Lớn là dọc theo tuyến đường này. Đường này còn có tên gọi đường Mỹ Xuân ở Giao Hòa Bình cũ ha. Đó. Mình đi chợ búa trường học thì mình về khu vực này ha quý anh chị. Đó. Chợ búa trường học khu vực này. Đó. Đường của mình thì nó thông ra rất là nhiều đường nha. Đó. Thông vào đường bên trong này. Từ mình mới về thị trấn Ngãi Giao thì mất cũng tầm khoảng là 7 cây số anh chị, là mình về thị trấn Ngãi Giao 7 cây nha. Về thị trấn Kim Long thì cũng tầm khoảng 8 cây nha quý anh chị, về thị trấn Kim Long tầm khoảng 8 cây là về trung tâm thương mại Kim Long ha. Mình mà đi về khu công nghiệp Sona De Gi thì mình có đường suối Nghệ Lăng Lớn nè quý anh chị. Đó, đi đường này về thành phố Bà Rịa hay đi Vũng Tàu nó cũng gần hơn. Để ra thị trấn Ngãi Giao đi quốc lộ 56 thì xa hơn ha. Đó, mình có đường băng bên trong đường suối Nghệ Lăng Lớn bên trong này không anh chị, đường này. Đó, có tuyến đường xanh này băng theo. Đó, mình về khu công nghiệp Sona De Gi thì về khu công nghiệp Sona De Gi mất tầm khoảng là 10 cây thôi. Hơn 10 cây ha. Mình về khu công nghiệp Sona De Gi, về thành phố Bà Rịa, về Hòa Long thành phố Bà Rịa thì mất tầm khoảng là 20 cây. Về biển Vũng Tàu thì tầm khoảng là 45 cây ha quý anh chị. Vị trí tựa đất của mình thì gần với quốc lộ 51 hơn. Đó, ra quốc lộ 51 thì tầm khoảng là 15 cây thôi, là mình ra ngay khu công nghiệp Mỹ Xuân. Đó. Mình băng thẳng quốc lộ 51 thì mình về thành phố Biên Hòa tầm khoảng là 55 cây là về cổng 11 ha. Còn không thì lên cao tốc về thành phố Hồ Chí Minh. Đi hết cao tốc thì cũng tầm khoảng là 55 cây em mua ha huynh chị. Đó. Đường xá thì đường mình là đường nhựa. Đó, đường nhựa này ô tô ní nhau thoải mái. Đó, đường này khá đẹp nha huynh chị. Đó, khu của mình thì dân cư hết rồi. Đường mình mà thông ra đường chính á, đường Bầu Trinh Lăng Lớn, Kim Long Lăng Lớn, các trục đường chính á, Xà Bang Lăng Lớn rồi tầm khoảng là vài trăm mét thôi là mình đã ra trục đường chính đó rồi ha huynh chị, cứ thẳng hướng này. Còn đi ngược về hướng này thì mình sẽ thông vô cái khu vực của xã Lăng Lớn á huynh chị, rồi đi vòng quanh đó. Điện đài internet thì đầy đủ. Ở đây thì hiện tại là chưa có nước máy nha. Đó, vẫn còn xài nước giếng hay huynh chị. Ở đây thì khoan tầm khoảng là 30 mét là có nước rồi. Đó. Còn vườn của mình á thì hiện tại là đang trồng sầu riêng, mít. Hiện tại rào phía bên ngoài rồi, đi vòng qua phía kia thì hơi xa. Đó, nói chung sầu riêng mình trồng tầm khoảng là năm mà quý anh chị. Đó, rồi mít. Trong cũng không có nhiều, lát nữa em sẽ bay Flycam vào bên trong ha cho quý anh chị xem. Đó. Rồi chuối, mít, sầu riêng, nói chung là trái cây vừa mới xuống thôi. Đất thổ nhưỡng của mình là đất đỏ. Đó, đất thì bằng phẳng so với đường. Đó, đất này cũng khá là màu mỡ nha quý anh chị. Còn đây là bên trong thửa đất của mình ha. Thì hiện tại đất của mình đang trồng đủ loại cây trái ha quý anh chị. Đó, đại đa số là sầu riêng và mít. Đó, nói chung là cũng trồng cách đây tầm khoảng 1 năm thôi. Đó, hiện tại em đang di chuyển Flycam vào bên trong ha quý anh chị. Đó, đất thì quý anh chị thấy là nó cũng bằng phẳng, cỏ nó mọc dày lên thôi. Bên trong mình cũng chả có gì cả. Sầu riêng này sầu riêng trồng mới có 1 năm mà ha. Rồi bây giờ mời quý anh chị cô chú mình cùng xem những hình ảnh từ trên cao ha. Còn đây là những hình ảnh từ Flycam ha quý anh chị. Xung quanh đất của mình thì dân cư hiện hữu. Ở xa xa phía góc trên màn hình đó là khu trung tâm của xã Lăng Lớn ha quý anh chị, chợ búa trường học đồ quý anh chị đi ở khu vực đó ha.
Đất của mình ở mũi tên phía bên dưới ha. Đó, phía góc tay phải của màn hình là đường Bầu Trinh Láng Lớn ha. Đường Kim Long Láng Lớn và đường Bầu Trinh Láng Lớn. Rồi bây giờ từ vị trí thửa đất em sẽ di chuyển ra trung tâm xã Láng Lớn ha huynh chị. Đó. Trên trục đường này thì dân cư cứ vài chục mét một cái nhà, vài chục mét một cái nhà. Ở đây đất vườn thì nhà với nhà nó không san sát nhau đâu quý anh chị. Thành ra thì mình rất không gian thì rất là yên tĩnh ha. Ra đây là đoạn đường Bầu Trinh Láng Lớn rồi ha quý anh về đây có cây xanh nè, rất là nhiều dịch vụ tiện ích ở trên cái dọc đường này. Chạy thẳng trục đường này mình sẽ đụng đường Mỹ Xuân ngay giao Hòa Bình ha. Và để không làm mất thời gian của quý anh chị cô chú thì em xin báo về giá ha. Thì chủ đang rao cái thửa đất này với cái giá là 2 tỷ 850 triệu cho cái thửa đất 2.500 mét vuông, tầm khoảng là 1 tỷ mốt trên 1.000 mét vuông ha quý anh chị. Thì quý anh chị cô chú nào mà quan tâm thì vui lòng liên hệ tới số điện thoại của em ha. Và cuối cùng em cũng xin kết thúc video tại đây. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị cô chú ở những video tiếp theo.